Bác nha, hôm nay em Thảo về cho các bác một bộ bếp nhập khẩu từ Đức này, gồm 6 món nhé. Hàng nhập khẩu xịn của Đức đấy ạ. Chất liệu bằng inox 304 không gỉ và bằng thép hợp kim cao cấp ạ. Nắp đều mạ vàng này. Gồm một nồi to này nhá. Đây dùng để luộc gà này, hay là để nấu luộc đồ luộc này. Đây, nồi này 5 lít ạ. Đáy 5 lớp nhá các bác nhá. Rất là dày dặn luôn ạ. Tiếp đến là một nồi chung này. Nồi này nồi 4 lít ạ. Nhập khẩu của Đức ấy. Nấu được các loại bếp nha các bác nhá. Bếp từ, bếp ga hay bếp bếp gì cũng nấu được ạ. Nồi 4 lít. Tiếp đến một nồi chung nhỏ nữa này. Nồi đấy 3 lít ạ. Nồi thứ tư là một chiếc nồi nhỏ này. Nồi này dung tích là 2 lít ạ. Tiếp đến một cái nồi này để đun sữa hay là để nấu bột này. Nồi 2 lít ạ. Cuối cùng là một chiếc chảo vân đá 5 lớp ạ. Đáy 5 lớp này. Chảo rán. Chảo chống dính. Vân đá. Kế mạ vàng sang chảnh này. Chất liệu bằng thép không bằng inox không gỉ và hợp kim cao cấp ạ. Bộ nồi 6 món bác nào có giá là 1.200.000 nhé. Bác nào mua hàng thì liên hệ em Thảo 0822281999. Em xin cảm ơn.